Nấu mì ăn hả? Con ăn mì hả? Con ăn mì thiệt không? Ăn ăn mì tôm á hả? Ăn mì tôm hả? Bây giờ có mì không à? Không có tôm ăn được không? Mì này không có tôm. Đúng rồi, rồi trong đây có con tôm nào đâu. Không có tôm ăn mì không được không? Ừ, nhưng mà có trứng. Mẹ có trứng gà, ăn không? Bể. Ừ, bể đó. Hun mẹ một cái đi. Hun mẹ một cái đi, mẹ nấu mì cho ăn. Hun bà mà. Hun rồi, con hun hồi nãy. Còn bây giờ nấu mì là hun ba cái nấu mì chứ. Ha. Đi, hung cái đi, giờ mới nấu mì cho ăn. Không hung hả? Chị Ba Tâm rồi. Ừ, chị Ba Tâm con. Nhưng mà bây giờ con hung mẹ đi, mẹ nấu mì cho con ăn. Chị Vi có thương mẹ không? Mẹ đi về hàng đến chứ vậy. Thôi mẹ, con không thương mẹ thôi. Mẹ đi thương, chơi. Con thương mẹ. Thương mẹ thì hung mẹ cái, mẹ nấu mì cho ăn. Hung ít quá à, hung nhiều vô. Mẹ tao không hung được đâu. Sao không hung được? Chứ hung ai? Dạ. Hả? Chứ con hung ai? Cái gì Cherry? Ừ. Ờ, trong quán mà Phượng có mì. Giờ đi đây mẹ nấu mì cho ăn. Đi đây mẹ nấu mì cho ăn. Giờ bước xuống, đau chân quá à.